Đi con mẹ này, đi ăn cắp rồi. Lù cái đề đi con mẹ. Đang lên 77 là 88 này. Đi con mẹ. Nhục rồi. Đi con mẹ. Đúng là vợ. Đi con mẹ. Alo. Có việc gì? Lại có chỗ lấy đồ ngựa mới đúng không? Chuẩn đúng không? Đánh trong bia. Thế nên mời đang ở đâu? Thế mình lên luôn đi. Mới đang ngoài cửa đúng không? Mới vừa bấm chuông đúng không? Thế vào đây, vào luôn đi. Vào đi. Cơm nhanh. Cơm cháo cái đầu bò hay nuốt cái đeo được bịt mẹ Đánh mua anh. đèn lô thì còn mẹ đang đánh cạnh bảy chuyển ra 88 Trong này cái này hôm nay bạn em được lô 29 này. bịt còn mẹ đúng là nhục thật Mấy em bảo em như này anh hiểu vâng. chưa? Nói đi Thằng này xong nó là bạn em và hôm nay ừ. nó được nghỉ điểm lô 29 hiểu chưa? Rồi Tiền mặt bây giờ nó có khoảng hơn 50 triệu. rồi nó Đấy hiểu chưa? ừ. Ô tô ấy là nó có hết. Thế thì đá Đấy anh hiểu chưa? Nhưng bây giờ nó muốn đánh sóc đĩa thì thực tế là như này, em nó đi xuống dưới kia đánh hiểu chưa? ừ. Thì em mới bảo nó dưới đi chơi nó nguy hiểm, nó ăn đéo an toàn này cho thì em mới rủ nó lên đây đánh được chưa, thì bây giờ anh xem có đồ gì mới không mà đánh chui thì là đánh đấy. Thằng này thì ăn được nó thì lúc nào nó cũng có hết, Xe tao nó có có hết cứ ô bịt mẹ tô cái đấy đẹp này, rồi. Thế bây anh bảo là đánh bát cho nó chui nhanh. đánh bát sợ không an toàn đập ra nó dây điện lỏng lỏng nó không trôi đâu. Mày thì đúng là bịt mẹ này, quê 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 Lào Cai, quê gốc về Lào Cai đúng không? Mày đúng là đéo với cái đầu ngoài bịt mẹ mày, bố nó cái loại quái dị nhất, bố mày đánh con chui này. Chắc hồng trước đập ra bát là liền xít rồi đánh mà sợ chả trôi Mày nó đây im, đây, cho mày xem. nó im mặt cho Đây em đây đây, nó mày yên tâm. Bịt mẹ loại soi nó có đen như chưa. quái dị nhất bố mày đánh con chui đây, cho mày xem. Đây nha. Nhìn như lù đà. Còn mẹ đây xoài mình xem bát trong vắt. Cái giống giống bát cơm như mày chưa? Đúng rồi. Giống bát cơm mày chưa? Bát bây giờ cái bát ngày trước á là mày lấy một cái là mày đập ra là cái dây điện nó trong mặt nhằng đúng không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ cái cho nó đập ra cái camera chip siêu nhỏ hay chưa? Mày chỉ bằng cái đầu tăm thôi. Cho đập thoải mái. Hiểu chưa? Không phải lo, đây tao hướng dẫn luôn cho mày nhá. Rồi. Mày có một thằng cu đi làm đúng không? Đúng rồi. Ví dụ nhá, tí nữa đây bấm để xem luôn, mày bảo nó đứng ở trên tầng 3 hiểu chưa? Rồi. Đấy xong tao đeo cái zoom để dưới hiểu chưa? Như ví dụ, tập ví dụ đơn giản này, nó về lẻ thì nó bấm tao một cái, Rồi. về chắc thì nó bấm hai cái này Rồi. hiểu chưa? Đơn giản đây tao xoay để xem luôn này. Đợi mày xong đi, cái màn này được bao nhiêu mét này? màn này từ tầng 1 đến tầng 5 Tầng một to xa màn nhá. đi mẹ. Số 2 thì tao bấm hai phát này. Hiểu chưa? Rồi, cái bấm em biết rồi. Đấy, hiểu chưa? Vẫn số 2. Đây, nhìn trong vắt này. Thấy chưa? Ok. Về em bảo như này nhá, nó đang chờ dưới nhà thì em xuống em đưa lên nhá. Gọi nó lên đây nhanh đi. Như anh em mình khéo kéo kéo. Về em bảo này, tiền nó có hơn 50 triệu để đánh xong ăn chia như nào. Ừ, Anh em thằng mình này nó. ngoài thì mẹ đưa đây cũng được phải lăn tăn nhá, được bao nhiêu anh em mình dạy còn nó bỏ mấy triệu lấy đá hết chưa được Ok, nhá. vào vào cái đẹp xuống nhá. Nhanh nhanh ừ. Vào 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 đây còn đây hai anh em vào đây. Đây bạn ôi chào em. bạn. Ôi là tưởng ai đi chơi hôm nay biết nhà tôi đúng không? Đúng rồi. Rồi ông già làm ăn cái đéo nên mà xây cái nhà chú uống rượu với nhau rồi, uống rượu với nhau một lần rồi ở mình cầu giấy rồi. Thật đấy ông, hôm nay mấy anh em đi uống rượu nó bảo là vui tí rồi thằng bạn nó đưa vào đây rồi đấy, mấy anh em mình thôi đấy, cảnh rồi. Hiện ngập với nhau làm tí cho vui. Tôi lòng lòng tôi béo muốn chửi rồi, hay gọi thêm mấy chân nữa chứ, hay là thôi có ba anh em thôi thì tại ông ăn hết đéo tiền tôi mà ông phải đi sức khỏe. Tôi có tiền đâu, tôi trong nhà đây nó thật đâu. Ôi, cắt quân đi đéo đánh mình. Đánh quân gì nhỉ, đánh quân gì nhỉ, quân bài đéo thì quân bài nhá, đập quân nhá. Ừ. Tôi cắt không quân được tiền đâu, ông khỏe đấy đánh nhau được ông. Ơi anh em mua rượu chè và vui thôi. Khỏe không nhá. Ông mua dạo này thế yếu nhà, nhà cửa to đẹp thế. Yếu lắm vậy chứ để ông ạ. Nếu mà lô đẻ này xỉn tất này. Thế bạn bạn em được lô
Lô lì quan trọng, đeo rồi quan trọng anh em mình ngồi. Mẹ đánh gian chết giả. Tiền nong mà nó ra gì đâu không? Thế mà đợt trước có đợt nghe mà ông bị xối thua gần 2 tỷ đúng không? Tỷ 8. Ừ. Tỷ 8 thì đợt này đánh lô được hết rồi. Đeo lô được hết rồi. Còn mẹ nhục thật luôn nè. Làm mà ngơ ngơ. Thế thật với ông là ấy, hôm nay hai anh em uống rượu. Rồi cái định sáng sớm chơi nhưng mà thôi. Và ấy vào đây cũng quân ông thích chọn cắt con nào cắt bắt. Ôi, ơi, tôi kiểm tra được không yên tâm. Anh em ơi, ở đây thì ai bị bậm ai cũng. Đồ nào thì mẹ ông chẳng bị bê ra thôi, nếu ai cũng bị bông. Đồ đạc bây giờ tôi thật luôn, tôi chơi quá hết rồi. Chả anh em mình chơi nhiều rồi, anh em giờ có đây là bạn em nó khoái chơi thì em bảo lên đây đi xuống dưới kia thì mẹ nó bị bọng gì lắm mà hàn đéo an toàn đâu. Giờ là cảnh nghiệm đọc ông ạ. Rồi. Đấy, đi sới thì nói thật với ông là tôi đi suốt rồi. Rồi. Mới anh em mình làm video vui. Ok. Tiền nong thì tôi hôm nay có 50 triệu rồi. Ok, tôi có nhiều tiền đâu. Vừa cũng ấy phê cảnh phê nhớ. Cảnh điện ngập. Uống nước đi, Ừ. Đi vào đi, cắt đi xong vào. Đấy, bây giờ mấy giờ cho xem nào. Không tí nó vợ nữa, 9 giờ vợ nó đón con về để thử được. Được rồi, nhanh. Đánh 9 giờ, thu được đến 9 giờ. Rồi, cắt nốt quần nữa. Thật với ông rượu vào khoái cái món này. Rồi, tôi biết tính ông mà ông rượu. Địch mẹ đang mưa kìa, trời. Mãi vợ anh lâu rồi. 9 giờ đón con về. Mưa, đang mưa. Mẹ nó lên mẹ tầng 3 mà chơi. Nhưng mà nó về rồi, nó cỏ bạc nó mình. Đeo rồi. Lên tầng 3 đóng cửa ba anh em đeo. Ok. Đi, lên tầng 3. Ờ đi. Đái đeo lâu rồi đi. Vẹ đi ở nhau. Kìa bạn đi, lấy bát đi. Kìa còn một cái bát đây. Kiểm tra đi. Đây là pin. Ông kiểm tra. Anh em đánh nó phải thoải mái. Đấy, ông kiểm tra đánh xong đập bát mẹ luôn rồi. Được anh em rồi. Kiểm tra nó kỹ. Toàn anh em. Có đánh vị không? Ok, vị được kìa. Đấy, tôi làm vị thì hay không? Đeo, bỏ đánh vị à? Từ đeo ba người đánh sốc sốc thì được. Ngày trắng đêm đen này. Ừ, đấy. Đấy, xài đồ quần cá quân là tôi không chịu trách nhiệm hết nhá. Rồi, đấy. Đấy. Đôi bên cái tuần đánh đi. Chắn bên nào lẻ bên nào? Chắn phải là trái, đôi bên cái cơ. Đánh mới chắn. Đôi bên cái cơ. Đắt. Ừ, đôi bên cái cơ. Cái cứ thích tôi bảo thích đi cứ đánh nhầm mặt đấy. Ừ, đánh đi, đánh đi. Đôi bên cái cơ. Chắn thừa 5 triệu. Hô. Bán chắn thừa 5 triệu. Đắt. Sấp 2. Sấp 2. Đếm nhá. 1 này, 2 này, 3 điểm rưỡi. 2, 3, 4, 5. 5 thành 10. 3 điểm rưỡi. Không phải, nếu bình thường anh em mình đánh nào đánh, nhưng nay tí bọn nó đi đón con về rồi kìa. Hôm trước vừa lấy tiền nó bị mẹ. Sắp 2 xong rồi. Tiểu rời mình. Anh em. Thì mẹ ông ấy bắt nhảy à. Mẹ bán lẻ. Nhảy à. Bán lẻ. Tất thế nào này rõ là. Đánh tất. Hô. Bán sạch lẻ. Đắt lẻ. Chẳng thừa ngoài 2 triệu cho ông của bác. Đất này, mở này. Đi mẹ, mình bạc nhảy à. Mở luôn ra. Đừng bạc nhảy. Là sao? Biết không, biết không? Đừng mở thế nhá. Mở thế đéo là nhà được. Mở hồi hộp, mẹ. Ai vào sớm người ta đánh cách tay. Lão, nó trong bát trong đĩa chứ không. Người không ạ? Rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ông ơi, tôi có 50. Thì mẹ đồ tôi thiếu đéo thì ông phải nghĩ tiền. Ông ơi, để tôi 50. Ô tô. Có xe có giấy tờ không? Giấy tờ đây. Ông cho tôi 50. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ông ngân hàng gọi lên. Ngân hàng rồi nó làm cơm, cứ đâu cứ bơm tặng tiền này đi. Đồn tiền này là tiền. Mẹ các ông lo tiền đến đây không phải là tiền này. Rồi ông đánh nhìn ông lo tiền nhá. Bạn em tôi xong này. Đánh nhìn đối với cái cơm. Đang chưa cái nào đứng đúng không? Đi suốt mà vui. Đánh vừa đây.
đánh chặn bán chặn đánh tấp chặn bán chặn đi chặn bán chặn chặn về từ từ tôi đánh chặn ế mẹ ông nào đây ông bắt ép phải ăn rồi mà đưa đi ôi về này ông để đây đấy ôi bán cái chân thường ngoài 10 chưa vừa tôi có mấy chục của nhà hai chục đúng không bán chân chân thường ngoài 10 triệu đất cào vĩ này he ba cào vĩ này đánh nhở 3, 4, 5, 6 mẹ tôi kết chậm rồi bà phải thiều thế 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 20 với 10 triệu ngoài là 30 thì là tôi gồng 50 50 cào vĩ nói trước là tôi chỉ lấy cho 100 thôi nhá được anh em thiếu đéo đưa với cái cân này nhé thiếu đéo tiền địch này bạc thiều vì đang quân này đánh bán lẻ mẹ bác nhảy à bác nhảy à bán lẻ ô lẻ bán kêu anh nhé đất bạc thiều đẹp quá đến này của em ít em đến này à, tôi đến này 2,5 triệu thôi của tôi chỗ này 20 kéo phải đến nhưng em vừa đến tìm trước đấy 20 thì là cô cầm cũng 70 70 hay 80 nhỉ 70 50 với 20 70 được ăn mất còn tính hồn 70 rồi xin lỗi ba cháu xong này xin nó đi mãi à bắn này bảo đang thiêu đánh mẹ đi ông việc thì đầu buồi lẻ bán đang thiêu đánh bám khuôn đi vừa thấy là anh run tay rồi lẻ bán chịu không ăn được bao nhiêu không tôi ăn thế thôi à, thế tôi phải bớt vừa không tôi ăn thế thôi tôi đánh 4-5 triệu thôi tôi đánh mấy triệu rồi lấy bò ăn bữa sáng cóng tay không ăn được mỗi 1 triệu này rồi mở đi ô đi lẻ bán đắt mới mua 1 triệu này rồi mở này ba cháu xong rồi đã khuôn đứng nhỉ mấy cái lẻ nhỉ đúng rồi đó mẹ đây này anh ấy đọc đánh đi lẻ xuống đi ôi thế thôi tôi đánh này thôi đánh ông cứ chết chắc ra đi không ăn đi ông này ông ăn không tôi đánh mặt tôi em đánh mặt tôi rồi để tôi làm cái này ông làm cái đi đôi bên cái cân chắc thừa rồi ai ông ăn không ăn thì ông này ông ăn theo tôi ông 1 triệu ô đôi bên cái cân chắc thừa rồi theo 1 triệu cái đỏ đúng không ừ hô đôi bên cái cân chắc thừa chỗ này mó đi mẹ mà cái già cái sau mẹ tất tiền tôi tất tiền là cái này là một đi mẹ mà ông đến đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nhưng đánh như về gần bạn 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 triệu 500 như này nhá ông ấy để tôi lấy tiền đánh cho nó ấy mỗi anh em 200 tôi bảo thằng cua nó đi cùng ông tốt nhất là tôi không muốn cầm xe ông ra ngoài thì ông lấy thêm rồi ông gọi người đi tôi nó đi tôi lấy mỗi anh em 300 đấy con cua kia thằng cua nó đang chờ 300 đánh ok được chưa ok đây à thằng cua đang chờ ngoài đây mỗi anh em 300 đánh rồi tôi điện cho nó đi